xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 34: Mãn cầu sim có thể chữa hết mọi loại ung thư. Một phát hiện thú vị trong cách chữa bệnh tự nhiên là câu chuyện đáng kinh ngạc về mãn cầu sim, một loại trái cây xuất phát từ rừng nhiệt đới của châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á. Tên khoa học của nó là Annona muricata. Thành phần hoạt tính là một loại hợp chất thực vật có tên là acetogenin annonaceus. Bên cạnh việc mãn cầu sim là một chất kháng khuẩn phổ rộng cho cả nhiễm vi khuẩn và nấm, có hiệu quả chống ký sinh trùng, làm giảm huyết áp và được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm, căng thẳng và rối loạn thần kinh, thì tác dụng kháng khối u của nó là mối quan tâm lớn nhất. Hiện tại, không có bằng chứng nào chứng minh đầy đủ mãn cầu sim là một thuốc chữa ung thư. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chiết xuất mãn cầu sim có thể giết chết một số loại tế bào ung thư gan và ung thư vú kháng các thuốc hóa trị. Do đó, chúng ta không biết liệu nó có thể là một thuốc điều trị ung thư hay không. Chiết xuất cơ bản từ mãn cầu sim acetogenin annonaceus được sử dụng để điều trị nhiễm virus hoặc ký sinh trùng, thấp khớp, viêm khớp, trầm cảm và đã được xác nhận qua các nghiên cứu. Ở nhiều quốc gia, người ta sử dụng vỏ cây, lá, rễ và hoa quả của cây này để làm các phương thuốc truyền thống. Điều quan trọng chúng ta phải nhận ra, mãn cầu sim chưa phải là một thuốc điều trị ung thư, nhưng đây là một chất hứa hẹn đầy tiềm năng. Tóm lại, trong mãn cầu sim có chứa chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, tuy nhiên hiện vẫn chưa thể sử dụng chúng để điều trị ung thư, vì đó mới chỉ là các thử nghiệm ở trong phòng thí nghiệm và chưa được ứng dụng trên người. Lời khuyên đối với bệnh nhân ung thư là hãy tuân thủ điều trị ung thư với các phương pháp điều trị hiện đại hiện nay. Ngoài ra, có thể bổ sung mãn cầu sim vào thành phần ăn uống hàng ngày để bổ sung thêm các dưỡng chất. Tuyệt đối không chỉ sử dụng mãn cầu sim để điều trị bệnh ung thư mà từ chối các can thiệp điều trị của bác sĩ. Sự thật, mãn cầu sim chưa phải là một thuốc điều trị ung thư, nhưng chiết xuất từ mãn cầu sim là một chất hứa hẹn đầy tiềm năng. Thạc sĩ bác sĩ Trần Hoàng Hiệp. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.